Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen video von mir. Xin chào các bạn, rất là vui khi ngày hôm nay lại được gặp các bạn trong một bài học mới. Như các bạn đã thấy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về cách phát âm âm ch. Âm ch là một âm rất thường hay gặp trong tiếng Đức. Tuy nhiên, để có thể phát âm đúng được âm này thì đối với người mới học tiếng Đức không phải là điều dễ dàng. Chính bởi vì điều đó mà qua bài học ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách luyện tập để có thể phát âm được âm ch một cách đơn giản và cũng như là dễ nhớ nhất nhé. Còn bây giờ thì lass uns anfangen, hãy cùng bắt đầu nhé. Trong tiếng Đức thì chúng ta có 3 cách phát âm âm ch. Cách thứ nhất đó là, cách thứ hai và cách thứ ba k. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phát âm thứ nhất đó là. Khi nào thì ch sẽ được phát âm là? Đó là khi âm ch đứng sau những âm như là e, i, a umlaut, o umlaut, u umlaut, l, n, r. Mình có một vài ví dụ cho các bạn. Frech, frech. Nicht, nicht. Lächeln, lächeln. Löcher, löcher. Bücher, bücher. Milch, milch. München, München. Kirche, kirche. Có một trường hợp ngoại lệ nữa, đó là đối với đuôi chen, đuôi chen thì ch ở đây sẽ luôn luôn được phát âm là và không liên quan, mặc dù là đứng trước nó là những cái âm nào đi nữa thì nó vẫn sẽ phát âm là. Ngoài ra khi mà ch đứng sau những âm ghép như là eu và eu thì ch cũng sẽ được phát âm thành. Ví dụ như là euch, euch. Bäuche, bäuche. Đó là những nguyên tắc cơ bản để chúng ta có thể xác định được là khi nào mà ch được phát âm thành. Một khó khăn nữa cho người Việt Nam khi học tiếng Đức đó là cách phát âm âm ch ở trường hợp này thì không có một cái âm nào tương đương như là trong tiếng Việt. Bởi vậy nên là để luyện tập được nó thì cũng không hẳn là dễ dàng. Tuy nhiên thì mình có một cái mẹo nhỏ để giúp cho các bạn có thể tập luyện được cái âm này. Và các bạn hãy làm theo những gì mà mình thực hiện sau đây nhé. Thứ nhất thì các bạn hãy phát âm từ da ở trong tiếng Việt, như là da người chẳng hạn. Da 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 da. Ok. Còn bây giờ thì các bạn hãy dùng ngón tay út của mình. Rồi, nhá. Và các bạn hãy đặt ngón tay út này vào giữa hai hàm răng của bạn. Hãy nhớ là chỉ đặt đầu ngón tay út thôi và để tạo một cái khoảng cách nhỏ giữa hàm trên và hàm dưới. Ok. Và bây giờ khi mà các bạn đặt tay ở vị trí như thế này, các bạn hãy một lần nữa hãy cố gắng phát âm từ ra. Ya 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 ya. Còn bây giờ các bạn hãy phát âm với tốc độ nhanh hơn một chút nữa. Ya 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 ya. Các bạn thấy không? Cái cách mà luồng hơi chúng ta đi qua vòng họng và ra ngoài nó cũng tương đương với cách khi mà chúng ta phát âm âm ch như là. Ok, bây giờ thì hãy cùng nhau luyện tập một từ nhé. Ich, ich. Ok, các bạn có thể luyện tập theo cách này cho đến khi mà các bạn thuần thục. Thì khi đó thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng ngón tay út của mình để phát âm được cái âm ch như là nữa. Có một điều mà mình quan sát thấy là nhiều bạn khi mà nói tiếng Đức thì lại thường bỏ qua cái âm cuối. Cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, tại vì ở trong tiếng Việt chúng ta không có âm cuối. Thế nhưng mà trong những thứ tiếng khác như là tiếng Đức, tiếng Anh, vân vân thì cái âm cuối là một cái âm không thể bỏ đi được. Nếu như mà các bạn bỏ qua nó thì nó sẽ khiến cho cái cách phát âm của các bạn không được tự nhiên, cũng như là đôi khi gây những cái khó khăn cho cái việc giao tiếp với mọi người.
Các bạn hãy thử hình dung xem nếu như một người nói tiếng Việt mà lại cứ bỏ cái âm đầu đi thì nó sẽ gây cái khó khăn cho chúng ta biết nhường nào khi mà chúng ta giao tiếp với họ, đúng không ạ? Và chính bởi vậy mà để khắc phục được điều đó thì chúng ta cần luyện tập và luyện tập. Ok, trước tiên thì các bạn hãy luyện tập phát âm từng chữ một thật là chính xác. Ok, và mình có một cái ví dụ cho các bạn như thế này. Nếu như mà chúng ta phát âm cái câu này và bỏ cái âm cuối đi thì nó sẽ như thế này. Ich möchte meine Hausaufgaben nicht machen. Và bây giờ các bạn hãy so sánh với cách thứ hai mà mình sẽ đọc sau đây. Ich möchte meine Hausaufgaben nicht machen. Ich möchte meine Hausaufgaben nicht machen. Các bạn thấy như thế nào ạ? Cách thứ hai để phát âm CH đó là cái này thì dễ luyện tập hơn so với âm đó là vì trong tiếng Việt chúng ta cũng có một cái âm tương đương như là âm kh, tức là chữ khờ. Các bạn phát âm khờ thì nó cũng như vậy, âm CH đây chúng ta sẽ phát âm từ từ vòng họng. Ok, và khi nào thì chúng ta sẽ phát âm CH như là kh, đó là khi đứng trước âm CH là nguyên âm A, U, U. Ví dụ như mình có machen, machen, doch, doch, kuchen, kuchen. Ở trường hợp thứ ba thì CH sẽ được phát âm thành K. Đó là khi mà CH đi cùng với cả âm S. Chúng ta có những cái ví dụ như sau. Sechs, Lachs. Chúng ta sẽ không phát âm thành sechs oder Lachs nữa, mà bởi vì chúng ta thấy là CH đi cùng với S, chúng ta sẽ phát âm thành sechs oder Lachs. Nếu như chúng ta nói nhanh hơn thì chúng ta sẽ có là sechs oder Lachs. Ok, super. Còn khi mà CH đứng ở đầu của từ thì chúng ta sẽ phát âm nó như thế nào? Chúng ta có tất cả 4 cách phát âm. Cách thứ nhất đó là như cách mà chúng ta đã học, ví dụ như là Himi oder Hina. Thực ra thì ở chúng ta có cũng có những cái cách đọc nó khác đi tùy thuộc theo địa phương. Ví dụ như là người ở miền Nam của nước Đức thì họ sẽ phát âm thành Himi oder Hina, thay vì thì sẽ thành Ka. Thực ra đó chỉ là cái phát âm theo giọng địa phương thôi. Còn nếu như bạn học tiếng Đức thì hãy học cái phát âm của Hochdeutsch, tiếng Đức chuẩn, và chúng ta sẽ phát âm thành nhá, Chemie oder China. Cái phát âm thứ hai đó là CH sẽ phát âm thành K ở những trường hợp như là Chaos, Chaos, Christ, Christ. Trường hợp thứ ba đó là khi CH sẽ được phát âm thành sh nhá. Đó là hầu hết đều là những cái từ mà được xuất phát từ tiếng nước ngoài và đây là tiếng Pháp. Mình có một vài những cái từ thông dụng cho các bạn, đó là chance, chance, chef, chef. Cách thứ tư, cách cuối cùng đó là khi mà CH sẽ được phát âm thành ch. Ví dụ như là chicken, chicken, chip, chip. Okay, das ist alles über die Aussprache von CH. Ja, đó là tất cả những cách mà chúng ta có thể phát âm được âm CH. Và hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã giúp ích được cho các bạn một phần nào đó trong cái việc là luyện phát âm âm CH. Và như thường lệ thì mình cũng sẽ có những bài luyện tập để giúp cho các bạn có thể thực hành được những gì mà các bạn đã được học. Ok, chúc các bạn có nhiều niềm vui với cả việc luyện tập của mình. Viel Spaß beim Üben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.